台南开展的芒果冰，那高雄还有他大碗公，请你跟我这样做，你跟我这样做，屏东还有的樱花虾。Ngày 14 tháng 6, ở đại sảnh của nhà ga xe lửa Đài Bắc, Cục Du lịch chính thức khởi động lễ hội mùa hè năm 2018 Formosa Summer Festival, đồng thời mở màn bằng điệu múa quảng bá món ăn lạnh, sáng tạo mới với thông điệp đó là mùa hè tại Đài Loan có thể bắt đầu chuyến du lịch từ thú vui thưởng thức món mát lạnh. Cục trưởng Cục Du lịch ông Châu Vĩnh Huy cho biết, Tết Đoan Ngọ sắp đến, người Hoa có phong tục sau khi ăn xong bánh ú là tượng trưng bước vào mùa hè. Nên qua đó, Cục Du lịch giới thiệu đến mọi người năm loại đặc sản mát lạnh của Nam Bộ gồm có thạch ai duy gia nghĩa, đá bào xoài Đài Nam, đá bào tô lớn ở Cao Hùng, kem đá cây sương rồng Bành Hồ, cây kem lạnh tôm hồng Sakura Bình Đông cùng với hai món ăn mát lạnh ở Đông Bộ, bao gồm kem đá của nhà máy đường Quang Phục Hoa Liên và kem mãng cầu của Đài Đông. Song kết hợp hoạt động mùa hè ở các nơi như thể thao, ẩm thực, nghệ thuật điêu khắc cát và du lịch đường lầy xe lửa v.v. Chúng tôi hy vọng bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi hoạt động đều mang nét đặc trưng. Ở Đông Bộ Hoa Liên thưởng thức món mát lạnh kết hợp với chuyến thăm đường sắt. Ở Đài Đông thì kết hợp với con đường rộp bóng màu xanh, cho nên chúng ta có thể du lịch bằng chuyến thưởng thức món mát lạnh. Rất mong mọi người chia sẻ nhau, món mát lạnh của Đài Loan rất đa dạng, vừa tràn ngập màu sắc. Tin tưởng với hoạt động này sẽ giúp mọi người hiểu được để Đài Loan vào dịp hè không có món mát lạnh là sẽ cảm thấy nuối tiếc. Hoạt động lễ hội Formosa Summer Festival 2018, tức là lễ hội mùa hè năm 2018 trên đảo Ngọc từ thú vui thưởng thức món mát lạnh sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 9. Du khách đến thăm Cao Hùng dùng món mát lạnh tô lớn thì đồng thời có thể đến tham quan nghệ thuật điêu khắc đá ở Kỳ Tưng. Bạn cũng có thể đến thăm dòng sông tình yêu hưởng thụ lễ hội bia mát lạnh, đến Gia Nghĩa thưởng thức món thạch ai duy, thì sẵn đó đến tham gia hoạt động hạ chí 2-3 năm. Mời các bạn hãy truy cập vào trang web của Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Đài Loan để biết thêm chi tiết nhé.